Dạ, xin chào, chúng tôi là KL. Lại lần nữa, trời, cái gì mà mất không khí vậy? Ok, xin chào, chúng tôi là KL. Yeah, xin chào tất cả các sư cô đang theo dõi live stream trên kênh Vlive của Zero Nine. Hôm nay lý do mà Leo và KZ có mặt ở đây live stream chính là gì nhờ? Chờ đón một cái MV tiền tỷ mà mình đầu tư khá là bài bản ấy như rõ ràng là như vậy mà. Thật ra thì đến với buổi livestream ngày hôm nay rất là trùng hợp thì chúng ta lại đến ngay ngày Valentine, và cảm ơn tất cả các circle ngày hôm nay đã dành chút thời gian không đi chơi với người yêu để có thể ngồi đây xem livestream của tụi tôi. Thì đầu tiên thì hôm trước từ bữa tới giờ mọi người nhắn tin em rất là nhiều, mọi người có hỏi em là cái ý nghĩa của KL là gì. Thì lúc trước ấy thì mọi người hay ship Leo với KZ nè, là kiểu như là nói Leo với KZ là cặp leo cây. Tự nhiên mình nghĩ, ủa bây giờ mà không lẽ em với anh là một nhóm nhỏ, cái mình lấy tên là leo cây thì lại bị kỳ quá. Nên là Leo quyết định là sẽ rút ngắn tên của KZ lại, bỏ chữ Z đi và thêm chữ L đằng sau, đọc là KL, dễ đọc đó, đơn giản ý nghĩa chứ là vậy thôi, là hai người thống nhất thì đó thôi là đủ rồi. Và buổi livestream ngày hôm nay thì cũng có mang một ý nghĩa nữa, đó chính là chờ đón. Từ đây bây giờ chúng ta đang là 19:33 và 8 giờ MV Ú Hòa sẽ chính thức lên sóng trên YouTube. Thì hôm nay chúng ta sẽ livestream trò chuyện cùng nhau và cũng như là thông báo những kế hoạch sắp tới nè. Nên là mọi người ơi, mọi người hãy sẵn sàng và hãy bắn tim thật nhiều cho KL cũng như là buổi livestream ngày hôm nay nha. Ok, chắc là đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với chuyên mục gì đây nhờ? Chắc là mình mời một cái khách mời nào vô để mình phỏng vấn một tí xíu đi hả? Có khách mời luôn? Có. Em không biết hả? Anh tư dữ trời. Anh chuẩn bị đầy đủ hết mà. Ôi, rõ ràng. Không tiền nữa rồi. Và để không để cho các bạn chờ lâu nữa thì xin được mời thả tim thật nhiều, một chàng tim thật là nhiều để chào đón chị Trang Phùng. Trời ơi, tôi tưởng ai thì ra là... Sao vậy em? Tưởng ai là sao không chào đón chị hả? Đâu có, em đâu dám nói gì. Chỉ là hôm nay chị yêu của tôi dành chút thời gian không đi chơi người yêu để tới đây ngồi với tụi mình thì tôi hơi bất ngờ xíu. Chị Trang Phùng có muốn nói lời nào đến các bạn circle của nhóm không? Xin chào tất cả các bạn circle của nhóm Zero Nine. Ngày hôm nay Trang Phùng rất là vui khi có mặt tại đây và góp mặt trong một cái MV tiền tỷ của KL. Rất là hạnh phúc luôn. Vậy đó hả? Sao thường thường hoạt ngôn lắm mà sao nay kiệm lời quá vậy? Mọi người ơi, cái này là hiểu lầm thôi chứ Trang là một người rất là hiền lành ít nói lắm luôn á. Đúng rồi, tôi ước gì là cái clip Behind the Scene được lên ngay từ bây giờ là mọi người sẽ hiểu được liền. Có, bây giờ mình có cái mic, ví dụ ai nói thì tự động chụp cái mic giùm đi ha. Ok, bây giờ em định nói gì nói đi. Không, ý là chị đang nói là chị đứng ở giữa đúng không chị? Đó, 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 thấy không? Nhanh hơn không? Rồi, chị okay. Mất công lắm, phiền nữa. Không, bây giờ ý là em bản thân em cũng có vài cái câu hỏi được đặt ra cho chị, nãy giờ soạn ra đặt cho chị với Leo nè. Gì của em nữa? Không, tại biết sao không, anh cũng có suy nghĩ là như thế này, tại cũng khá là nhiều bạn thắc mắc về những cái câu chuyện tiềm ẩn từ bên trong lòng của con người, nói chung là sâu thẳm đó. Bây giờ anh hỏi đi rồi biết ha, bây giờ hỏi chị Trang trước nè. Trong cái khi mà thời gian mà thực hiện MV á, trong cái thời gian quay á, thì chị có cái gì mà không hài lòng với cái người nào trong ekip của mình không? Trước tiên là chị phải nói về cái MV này, đó là một sự bất ngờ. Chị chưa bao giờ đóng MV. Đây là lần đây đúng là lần đầu tiên đóng MV, và đây cũng là lần đầu tiên một mình viết một kịch bản MV. Thấy chưa mọi người, là ngoài cái vai trò là diễn viên trong MV, một diễn viên chủ chốt trong MV, mà còn lại là người viết kịch bản cho MV Ú Hòa lần này nữa. Xuất sắc chị ơi. Rõ ràng. Còn một ý nữa, đó là người tài trợ trang phục lần đầu tiên chị tài trợ. Thấy chưa, tôi quên cái chi tiết này luôn, là lần đầu tiên cũng là hả, khi mà cái hôm mà ekip gặp nhau ấy, nói chuyện thì
KZ cũng như là Leo cũng như là team đạo diễn và có cả chị Trang nữa là người viết kịch bản thì đang ngồi để tính về cái chuyện mà quần áo của MV thì bắt đầu chị Trang mới lên một cái ý tưởng nói là thôi bây giờ chị sẽ tài trợ đồ cho nữ, tại vì chị Trang là có bán một số quần áo đồ nữ nên là chị quyết định nên là sẽ làm chủ, sẽ tài trợ cho các diễn viên nữ lần này. Thật sự là lần này thật sự là cảm ơn chị Trang rất là nhiều bởi vì chị Trang đã giúp cho MV Úa Hòa, thật sự là phải gọi là 3 phần trong 10 phần của MV luôn á. Đúng rồi. Cái thấy cái gì nè, vừa viết kịch bản, nhà tài trợ, quần áo nè, diễn viên góp mặt nữa nè. Đúng rồi. Chạy học rất... nhưng mà cái câu hỏi mình là thì không là... ý là mình có buồn gì trong ekip gì không? Thì... vui vẻ với nhau mà đúng không? Thì bởi là đó là lần đầu tiên mà chị gặp mọi người luôn. Những bạn ở Zeronai và cảm thấy là các bạn cực kỳ dễ thương. Cái này là một người chị chơi với lại người khác giới thiệu để mà giúp nhóm. Thì lúc đó chưa có gặp Zeronai thì cũng không biết các bạn như thế nào. Nhưng mà không hiểu tại sao lại có thể giúp các bạn một cách nhiệt tình. Nhiệt tình giúp hết luôn, cái gì cũng giúp. Là cái lúc mà cái kịch bản đó là 2 giờ sáng không ngủ luôn, ráng suy nghĩ coi như nào, tự nhiên cảm thấy có hứng với cái bài hát này. Xong bắt đầu cái ok ra kịch bản liền luôn. Xong rồi nhắn tin cho bạn bè kêu là quay MV này giùm tao đi. Không thiệt. Giúp luôn, xong rồi kiểu vậy. Thì mới cảm thấy là các bạn rất là dễ thương. Và ngày mà quay MV là lần đầu tiên gặp Leo, lần đầu tiên gặp Kay luôn. Bậy gặp trước à, gặp mình học kịch bản là không có Leo, gặp Kay trước à. Đúng rồi. Hôm nay em nhạt nhẽo quá. Ok, thôi bây giờ mình qua câu hỏi thứ hai đi. Bây giờ hôm nay là biết, chị biết nay là ngày gì không? Ủa chưa, câu hỏi đầu tiên chị, ủa? Đó là không có là mấy đứa rất là dễ thương. Bắn tim em lắc xin lỗi mọi người. Đúng rồi. Nó bây giờ hôm nay là chị biết ngày gì không? Không, giả bộ cho chị quên ngày hôm nay được không? Trời. Sao vậy? Tôi biết rồi. Thường mấy cái thế này là mấy cái thế là Valentine không có bồ đúng không? Chứ giờ không lẽ giờ có bồ tôi ngồi đây mấy đứa này kỳ ghê. Bởi có bồ rồi cái là đâu nhận livestream đâu. Thì đó, trời tự nhiên đang nằm ở nhà. Chị tối nay livestream nha. Livestream đó chị. Ừ thì cũng rảnh mà giờ. Rồi ok chị, bây giờ chị thấy Valentine đối với chị nó có ý nghĩa như thế nào ta? Valentine là một ngày rất là ý nghĩa mọi người ạ. Một ngày mà mình có thể ở nhà đắp chăn và cầu nguyện cho các bạn sẽ gặp mưa gió bão bùng hoặc là có sự cố xảy ra. Giống ý em á. Trời ơi. Nhưng mà năm nay có một điều đặc biệt. Đó là các bạn sẽ ở nhà coi MV của Zeronai, bạn của nhóm KL ha. Trời ơi. Oh. Nhiệt tình cho MV. Ok, bây giờ mình đá sang nhẹ Leo nè. Bây giờ Leo nè, anh hỏi thiệt nha. Trong MV nếu mà anh nói những người con gái trong MV thôi nha, thì Leo nếu mà được chọn thì Leo sẽ chọn ai là em gái và ai là người yêu và ai là vợ? Là sao? Là những người con gái trong MV của mình nha. Trong MV Úa Hòa thì Leo được chọn thì Leo sẽ chọn ai là em gái nè, ai là người yêu nè, ai là vợ nè. Chị góp ý cho. Đâu có xa đâu em. Đây. Hai đứa nắm tay nhau rồi thì mình yêu nhau luôn, chọn ai cho rất xa. Cái này đang hỏi gái mấy dung trai thiệt chứ không phải là gái. Ủa, không? Thiệt không em? Thiệt không? Nếu mà là con gái hả ta? Con gái thì nếu như mà người mà để em chọn là chị gái thì chắc chắn đầu tiên là chị Trang rồi. Bởi vì... Em ơi, mặc dù chị lớn nhưng mà mình cứ tưởng như là chị còn nhỏ đi. Thì nhưng mà... lái rồi. Ý là chị có... ok đi, nhưng mà ý là em nghĩ là nếu mà chị Trang là chị gái của em thì em sẽ có một kiểu như là một cánh tay rất là đắc lực luôn á, để có thể kiểu phát triển những cái tư duy với mốt mình muốn làm MV hay muốn làm cái gì đó, mà mình muốn tìm một nhà biên kịch kịch bản gì đó thì chỉ có chị Trang bên cạnh thôi, không viết cho mình rồi hả, chịu sản xuất cho mình các kiểu đó. Đó là nếu mà là chị thì em sẽ chọn là chị gái. Còn nếu mà là em gái thì em nghĩ chắc là Mina học đang hỏi con gái mà. Nếu tại vì cơ bản là Mina mặc dù là ở trong nhà thì Mina lớn tuổi hơn Leo, nhưng mà Mina cũng nói dù gì thì cũng là con gái mà, nên là nhiều lúc Mina cũng rất là kiểu như là yếu đuối với bánh bèo á. Chị cũng vậy. Không, chị là chị gái rồi, chị đừng bon chen muốn làm cái gì khác nữa. Rõ ràng mà. Thôi được rồi. Rồi, đó thì đó, còn nếu mà là chị gái. Chị gái hả? Ừ, Mina là em gái. Còn ai là người yêu nè, qua người yêu luôn nè.
cái người yêu này thật sự hơi căng. Tại vì giữa chị Ly Cô và chị Hân thì cơ bản đây cũng là lần đầu tiên mà em làm việc chung với hai người. Câu này đến quyết định cái số phận của em. nên là em đang không biết là sẽ chọn ai là người yêu của em. Hơi khó. Mình thử thôi mà, ý là mình đang thử thôi. Thử hả? Em nghĩ là có thể là chị Hân. Tại vì MV lần này thì chị Hân lại là fit cặp chung với em. Anh mượn xíu, vậy là Hân là người yêu còn Ly Kiêu là vợ sau này luôn hả? Còn em là người tình đó. Ok. Thôi bậy, bỏ em ra đi. Ok, bây giờ á không biết chị có thể gửi một cái lời chúc nào cho đến cái MV của tụi em không ta? Thì cái MV này có một ý nghĩa rất là đặc biệt với chị, đúng không? Ý nghĩa rất là đặc biệt đối với hai đứa. Cho nên là chị rất là mong là MV này sẽ được nhiều người đón nhận ngày hôm nay. Tại vì cái nội dung của nó rất là dễ thương và phù hợp với những người ế giống như chúng ta. Và nghe bài này xong thì các bạn hãy yêu thương Leo và KZ nhiều hơn. Cũng như yêu chị nè, để cho tụi mình sẽ thoát ế, biết đâu là ngày hôm nay ngày mai là tụi bay có bồ hết. Chị cũng vậy. Nhưng mà mọi người ơi, KZ mới biết một chuyện là Trang Phùng hát rất là hay luôn á mọi người. Xong cái MV này ra mắt thì mong chị cover lại nha. Được chị? Được. Mình giúp mình nước cho chót luôn. Đúng mình rồi. Không rồi, luôn. Chị không biết rap. Không cần rap, bật nền cho rap chị hát thôi. Cảm ơn chị. Ok. Rồi, một lần nữa thì rất là cảm ơn chị Giang Phùng ngày hôm nay đã dành chút thời gian đến với buổi live stream của tụi em. Cũng như là chị đã hỗ trợ rất là nhiều thứ cho Ú Hoa lần này. Nha, chị gái nha. Ok. Chị gái cho mày máy bay nha. Ok, không gì hết chị. Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Rất nhiều, chị về uống thuốc đây. Yeah, cảm ơn chị. Mọi người thôi chị đi rất là nhẹ nhàng luôn rồi. Ok, cảm ơn chị Trang Phồn. Thì bây giờ chúng ta sẽ tới tiếp tục là cái gì đây nhờ? Hôm nay có quá nhiều cái để làm luôn á, nhưng mà thời lượng lại có hạn. Thôi bây giờ mình chắc mình gửi tặng tất cả các bạn Sico một đoạn. Tại lần trước thì mình có debut cái bài này tại chương trình Chiếc Nôi Âm Nhạc rồi. Thì anh cũng có nhận một số feedback từ phía tất cả các bạn fan, thì nói là vũ đạo của bài này quá là dễ thương. Thôi bây giờ mình tặng nhẹ các bạn cái vũ đạo của bài Ú Hòa đi. Một tí xíu. Rồi, cái vấn đề này thì Leo hiểu nè. Thì bây giờ nha, Leo và KZ sẽ nhảy và hát một đoạn điệp khúc và đoạn rap. Và Leo và KZ sẽ nhảy lại vào ngày mai. Chiếc clip này sẽ được cắt lại cái đoạn đó và sẽ được upload lên trang cá nhân cũng như là fanpage của nhóm Zero Nine. Thì mọi người hãy xem đoạn clip này và sau đó cover lại, gửi clip về Gmail của nhóm. Sau đó thì battle ekip sẽ chọn ra là những chiếc clip cover nào xuất sắc nhất và sẽ gửi tặng tới các bạn những chiếc vé xinh xinh để có thể đến với ngày ra mắt MV .. của Zero Nine, cũng như là sẽ biết được là những hoạt động sắp tới của Zero Nine như thế nào tại một nhà hát lớn nhất thành phố. Địa điểm thì sẽ chưa được công bố, nhưng mà mọi người hãy cứ cover, chắc chắn là sẽ nhận được vé. Nhớ nha. Okay, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu nè. Anh Nam Thanh ơi, cho em xin miếng nhạc trước điệp khúc. Trước điệp khúc. Trong cuộc đời thì bắn tim là nhiều nào. Ok. Trời ơi, tôi cũng thuộc bé rồi. Hoàng thượng như thương
đâu em. Ok, thì đó, thì các bạn có nói là đoạn rap bài này khá là dễ thương, nên là nếu như mà cái đoạn rap lúc nãy mà Leo với KZ có thể sai cái gì thì có thể là tụi tôi sẽ xem xét lại và ngày mai sẽ quay hẳn một cái đoạn clip dễ thương, cái đoạn rap để up hẳn lên cho mọi người luôn. Thì mọi người hãy nhớ xem và cover lại, nếu mà hát theo cả khúc này được thì càng tốt, sẽ càng có nhiều cơ hội để nhận được chiếc vé xinh xinh nha. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Vậy thì bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ là cái gì nữa nhờ? Gì ta? Còn khách mời nữa mà. Còn nữa hả? Còn nữa, anh dữ vậy trời. Ừ, ý là bây giờ thôi tiếp luôn, không làm mất thời gian của mọi người để mọi người còn lên đón chờ MV nữa. Thôi, một tràng tim thiệt là bự chào đón với sự xuất hiện của Han và Mina. Yeah. Oh. Kiểu như là một cái kỷ niệm, một cái gì phải thành lập, ví dụ như vậy á. À, đúng rồi, đúng rồi, em phải debut mà. Thôi kệ. Ok, mình sit down please. Đúng không? Thôi nói nghe nè, nãy giờ đi tìm. Chụp xíu đi. Nắng rồi mà chưa thấy cái hộp quạt đâu á. Đây, đây. Sẽ qua đây một tí xíu nè. Cái này là gì vậy? Ú Hòa Nha, KL, Super Night. Oh. Trời, dễ thương quá à. Nó biết là hôm nay có khách mời nhưng mà không ngờ là mọi người lại tự tay chuẩn bị cái bánh kem xinh xinh này gửi tặng cho các em. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi, thế hôm nay tới đây nè thì mọi người có muốn dành tặng tụi tôi một cái gì đó khác không? Bánh kem có rồi, mình phải dùng những cái gì đó mang món quà tinh thần chứ, đúng không? Mời tới không được cách xê còn kêu tặng quà là sao mọi người? Là sao? Ý là mình đã chuẩn bị cũng rất là chu đáo rồi. Đúng rồi. Quà nè. Đúng rồi. Thôi giờ quà tinh thần là bây giờ mình chúc MV Ú Hòa sẽ được triệu view, rồi chúc cho hai người sẽ được nhận được rất là nhiều sự ủng hộ của các bạn Circle cũng như là các bạn fan bên ngoài nữa. Đúng rồi. Chúc là càng nhiều sự ủng hộ. Cảm ơn hai bạn Mina và Tâm Tuyết, và các bạn cũng đã biết thì cho Monster là cả anh Han và cũng như là cả Mina đều góp mặt trong MV Ú Hòa lần này. Còn hai nhân vật này sẽ như thế nào thì mọi người hãy nhớ đón xem MV Ú Hòa vào lúc 20 giờ trên kênh YouTube của Zero TNT Production ngày hôm nay nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tới tiếp gì đây? Tới gì em? Tự nhiên nhìn em trời ơi. Khách mời tôi không biết gì đâu á. Dễ hả? Hey, thật sự là ngày hôm nay á, Leo thấy thiếu một cái gì đó. À, tôi nhớ ra rồi, có một cái sự kiện mà cần phải nói cho Leo biết để July. Hả? À, có một lời chúc gửi từ xa. Một lời chúc gửi từ xa? Ờ. Của sao? Ai? Đọc thử đi. Wow. Thì cái avatar thấy mình quen á. Ờ, thấy tên quen. Ai? Đó, nếu mà ai đó hỏi đi. Xa hả? Cái người này đó là cái à, Lương Bảo Duyên. Cái người này Leo vừa mới được nhắc tới luôn, là bởi vì mọi khi á, lúc mà Leo chuẩn bị làm một cái gì đó thì anh Gen luôn sẽ là người take care Leo cũng như là follow những cái gì mà Leo đang làm để có thể hỗ trợ Leo. Thì lần này là lần đầu tiên mà Leo tự làm một cái gì đó một mình mà không có anh Gen bên cạnh, thì nên là cảm giác hôm nay rất là thiếu anh Gen. Thì anh Gen lại có nhắn một dòng như thế này đây. Đang ở đây với ba mẹ, có đi đâu, bây giờ bay về cũng không kịp nữa. Thôi ở xa không có mặt, chúc mừng trực tiếp được thì cho anh gửi lời đến hai đứa, nói chúc MV đạt triệu view nha, cố lên. Lát anh sẽ gọi hai đứa nó sau. Đây là dòng tin nhắn của anh Gen đã gửi cho tụi tôi. Đây, mọi người hãy nhìn đây. 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 Trời ơi, thật sự là rất là vui luôn. Cảm ơn anh Gen. Một lát nữa tụi em sẽ video phone với anh Gen nha. Nên là đó, mọi người thấy đó. Thật sự là anh Gen với lại Leo kiểu như là kiểu em xem anh Gen như anh ruột luôn ấy. Tụi em có một cái gì đó nó gắn kết rất là chặt kìa. Nên là mọi người có nói là tụi tôi có hiềm khích gì là thật ra là
hoàn toàn là không phải nha. Mọi người ở đây ai cũng yêu quý Zen, và cả anh Zen lúc nào cũng, ngày nào cũng gọi về đây cũng hỏi thăm sức khỏe của mọi người hết trơn á. Bị bệnh đó mà cứ hay kiểu như là tài lanh, hay kiểu như là cứ lo chuyện cho người khác mà không chịu chăm sóc tới sức khỏe của mình. Lúc nào tính ảnh cũng vậy mà, cứ thích quan tâm nhiều người. Tuy vẻ ngoài có thể là nóng nảy chút xíu nhưng mà sự rất là tình cảm, thì là biết lo cho mọi người rất là nhiều. Như là tất cả mọi việc khi mà không còn Zen nữa thì kiểu có thể là hơi khó khăn đối với anh em chút xíu, nhưng mà Zen yên tâm, Han và tất cả những anh em còn lại chắc chắn sẽ giữ nhóm tới cùng. Đúng rồi. Yeah. Ok, bây giờ chúng ta khép lại chuyện buồn ở đây đi. Thế là bây giờ hiện tại đang là 19:53 và chỉ còn 8 phút nữa thì MV của bạn sẽ chính thức ra mắt với các bạn trên kênh TNT Production. Mọi người ơi, mọi người, cảm ơn mọi người vì hôm nay đã dành chút thời gian ngày Valentine ý nghĩa này để dành cho buổi livestream ngày hôm nay. Cũng như là mọi người hãy tiếp tục ủng hộ Zero Night cũng như vậy sắp tới, và cũng như là hãy chờ đón MV Ú Quà hôm nay sẽ được ra mắt. Đúng nha. Rồi, nha. Fan là từ trước khi kết thúc mình phải làm một cái ok. Đùng. Trời ơi thiệt á. Cái hộp quẹt mọi người ơi. Cái hộp quẹt trong nhà này nó khan hiếm tới mức đó luôn á mọi người. Nói chung là vừa kết, nếu mà cái livestream này kết thúc thì các bạn hãy nhanh chân vào kênh YouTube của TNT Production. Thì chúng ta hãy chờ đón. Từ 10 đến 1 và ôi, ai cầm bây giờ là mình. Để tôi cầm cái này rồi ông đốt đi. Cái gì nguy hiểm thì cứ thôi đừng trái cho đúng trồn kìa. Đúng này hay là cái này bỏ hai cả hai luôn này trước đi. Ôi trước nha. Rồi. Cho mình thổi này trước đi mới yêu. Thôi cầu nguyện đi, cầu nguyện đi. Hai người cầu nguyện trước đi, hai người cầu nguyện. Thôi. Hả? Ôi trời là lễ đính hôn. Lễ tình nhân của hai người. Valentine. Xong chưa? Xong rồi. Đưa cầu nhiều lắm. Lâu vậy quá. Lâu. Coi chừng nó phật. Đừng thổi như này gì. Are you ready for the revolution, baby? First up.